Thân chào quý cô bác, hôm nay em vào bếp để làm một món bánh, đó là bánh ít trần. Nghe cái tên thôi đã biết không cần phải gói với lá rồi phải không? Bánh ít trần hôm nay không phải nhân ngọt mà là nhân mặn. Vỏ bánh làm từ bột nếp, vừa mềm vừa dai. Phần nhân thì giòn giòn từ củ sắn, dai dai thơm thơm từ thịt bằm chay và thanh cua chay. Thêm một chút dầu hành và hành phi, ăn kèm thì có bánh mì chiên giòn, một ít dưa chua và nước mắm chay chua ngọt. Món này dùng để ăn sáng hoặc là ăn trưa đều ngon, vô cùng hấp dẫn luôn đó. Quý cô bác hãy vào bếp cùng thực hiện với em món này nha. Phần nguyên liệu gồm có bột nếp. Bột nếp thì em dùng 150g, loại bột nếp Thái nha. Nếu không có nếp Thái thì quý cô bác sử dụng bột nếp thường cũng được nữa ạ. Phần nhân bên trong thì tùy sở thích quý cô bác, em sẽ dùng củ sắn để tạo độ giòn. Quý cô bác có thể dùng cà rốt, nấm mèo hoặc là bông nấm tuyết cũng được. Tiếp theo là thịt bằm chay, 100g củ sắn thì 2 muỗng canh thịt bằm chay và 50g thanh cua chay, hay còn gọi là tôm hùm chay. Có thể thay thế bằng chả chay cũng được ạ. Cần thêm một ít hành lá để làm dầu hành và lá chuối để chúng ta lót. Quý cô bác có thể dùng giấy nến cũng được. Thêm một ít hành phi nữa cho món bánh thêm ngon nha quý cô bác. Gia vị nêm thì rất đơn giản, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay là được. Phần gia vị này em dùng để xào phần nhân, ăn kèm thì có dưa cải chua. Và đây là loại bánh mì em đã phơi khô để chút xíu em chiên giòn, ăn cùng với bánh. Cần thêm một ít nước mắm chay và dầu ăn nữa. Nguyên liệu đã xong rồi đó. À mà quên, cần thêm nước mắm chay chua ngọt nữa chứ. Món bánh khi ăn phải chan nước mắm nhiều vào, cho nên phần nước mắm chay chua ngọt này quý cô bác làm nó lạc và có vị ngọt nha. Đầu tiên em dùng 2 muỗng canh bột, cho vào 40ml nước, khuấy cho nó tan đều ra. Đến khi nào bột nó không còn vón cục nữa thì cho lên bếp và bắt đầu khuấy ở lửa nhỏ. Quý cô bác khuấy cái phần bột này đến khi nào mà nó sệt lại như thế này là được rồi nè. Như vậy là có thể tắt bếp và cho vào phần bột còn lại và chúng ta nhồi bột thôi. Trong lúc nhồi thì chừa lại một ít bột để chút xíu chúng ta cán bánh nha. Bây giờ cho phần bột đã nấu vào đây. Dùng tay và chúng ta nhồi cho cái phần bột này nó trộn đều lại, nó dẻo. Khi nào mà nó thành một khối thật là dẻo mịn là được ạ. Đến khi phần bột đã dẻo rồi thì quý cô bác dùng một ít dầu ăn chúng ta thấm vào tay như thế này để nhồi nó không có bị dính tay. Nhồi bột thêm một lúc nữa khoảng 5 phút là chúng ta sẽ để phần bột này để nghỉ khoảng 10 phút là bắt đầu đi gói bánh. Trong thời gian 10 phút chờ bột nghỉ thì em sẽ đi làm phần nhân bên trong. Giờ em sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo, cho hành vào và bắt đầu phi dầu hành trước. Đợi khi nào dầu nóng thì cho hành vào, đảo đều một cái là tắt bếp luôn. Và phần hành này em sẽ múc ra nha, chừa lại một ít thôi em sẽ xào phần nhân. Quý cô bác nào mà ăn chay không có sử dụng hành thì không cần để dầu hành. Nhưng mà món bánh này có dầu hành thì nó mới thơm ngon ạ. Phần hành còn lại em sẽ cho thịt bằm chay, củ sắn và tôm hùm chay vào. Củ sắn hay còn gọi là củ đậu đó quý cô bác. Đảo đều trên lửa khoảng 3 phút thì nêm gia vị gồm đường, hạt nêm chay. Quý cô bác nêm nhạt thôi, tại vì lúc ăn thì chúng ta sẽ chấm phần bánh với nước mắm chay chua ngọt nữa. Với phần nguyên liệu này, em sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay và một muỗng cà phê nước mắm chay. Xào thêm khoảng 1 phút cho phần nhân thấm đều gia vị. Như thế này là có thể tắt bếp rồi ạ. Chúng ta đã có phần nhân rồi đó quý cô bác. Bây giờ bắt đầu đi gói bánh nha. Đối với phần bột này thì em sẽ phân thành 9 cái bánh. Bánh cũng vừa vừa nhỏ nhỏ chứ không có to quá. Phần bánh ra đều đặn rồi á thì bắt đầu nhồi từ cái thôi. Quý cô bác cứ cán bánh mỏng ra. Lúc cán bột thì em sẽ rắc lên một ít bột khô mà lúc nãy em chừa lại. Như vậy thì cán cái bánh nó sẽ mượt hơn, nó không có bị dính bột. Cán bánh xong rồi, mỗi cái bánh thì em sẽ sử dụng 2 muỗng cà phê phần nhân. Cho vào và gói kín lại là được. Quý cô bác cứ vò cho nó tròn giống như là mình gói cho nước vậy là được rồi. Em dùng lá chuối để mà lót bánh. Quý cô bác có thể dùng giấy nến hoặc là một miếng vải mỏng chúng ta trải lên trên cái dĩ hấp. Để khi hấp thì phần bánh nó sẽ không có dính vào cái dĩ.
Thường thì quý cô bác sẽ làm bánh ít trần nhân đậu xanh nè, hoặc là bánh ít trần nhân dừa, nhưng mà bánh ít trần nhân mặn này ăn cũng khá là hấp dẫn. Phần bột thì dẻo, phần nhân bên trong thì giòn giòn thơm thơm, ăn cùng nước mắm chai chua ngọt cũng khá là hấp dẫn đấy. Ngon hơn cả bánh cuốn nữa đó quý cô bác. Hãy làm thử nha, em thấy làm như vậy cũng rất là đơn giản mà. Đây là những cái bánh mà em đã làm xong rồi nè. Bây giờ thì chuẩn bị một cái nồi nước, nấu cho nó sôi lên, lót vào một cái vỉ và bắt đầu cho vào hấp thôi. Cho bánh vào xong, đậy nắp lại thì quý cô bác canh khoảng 5 phút là bánh đã chín. Đây là em nấu ở lửa vừa nha quý cô bác. Phần bánh quý cô bác đừng có hấp lâu quá. Nếu mà hấp lâu quá thì cái phần bột nó sẽ phồng lên, nhìn cái bánh nó không có mượt mà, không đẹp mắt nữa. Phần vỏ bánh em cán cũng khá mỏng cho nên nấu khoảng 5 phút là đã chín rồi. Như thế này là vớt ra được rồi nè quý cô bác, bánh chín rồi đó. Phần bột nó trong vắt như thế này là chín rồi nè, nó không có còn đục đục màu trắng sữa nữa. Bánh muốn ăn ngon hơn là quý cô bác nên để nguội một chút, ăn sẽ ngon. Trong lúc chờ bánh nguội thì em sẽ đi rang bánh mì, cho một ít dầu ăn vào chảo, bắt đầu cho bánh mì đã phơi khô vào. Quý cô bác mua ổ bánh mì về, thấm một ít nước, sau đó dùng vạt nặng cán cho nó dẹp xuống, cắt thành những miếng nhỏ và đem phơi nắng, khoảng 1 giờ là nó sẽ khô. Còn nếu không phơi nắng thì cho vào ngăn đá tủ lạnh cũng được nữa, khoảng 1-2 giờ là nó đã khô cứng rồi và có thể mang đi chiên. Bánh mì chiên qua với một lớp dầu như thế này, nó vừa thơm vừa giòn, ăn lại béo béo. Bánh mì đã có rồi, bây giờ thì đi lấy bánh thôi. Những cái bánh đã được trình bày lên đĩa, bây giờ thì cho bánh mì rang vào. Tiếp theo nữa là dưa cải chua. Nếu không dùng dưa cải chua thì quý cô bác có thể dùng dưa chua từ cà rốt nè, rau muống cũng được nữa. Nói chung là phải có một ít dưa chua từ rau củ nữa, ăn kèm với món bánh này nó sẽ ngon và không bị ngán. Thêm một ít dầu hành lên trên bánh. Rồi rắc thêm một ít hành phi nữa và thêm một ít nước mắm chai chua ngọt. Đã hoàn thành xong đĩa bánh ít trần nhân mặn rồi, rất là hấp dẫn phải không quý cô bác? Mong là món bánh này sẽ giúp quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.